Cộng số bàn thắng ở V-League 2023 của Nguyễn Tiến Linh, 3 bàn, Đinh Thanh Bình, 2 và Phạm Tuấn Hải, 6 thì mới có 11, chỉ hơn 2 pha lập công so với Nguyễn Văn Quyết, trong khi cựu binh này vắng đến 9 trận vì án kỷ luật. Liệt kê lại dữ liệu không phải để đánh giá tầm ảnh hưởng của Văn Quyết ở hạng đấu cao nhất bóng đá Việt Nam, mà bởi hàng công được ông Philippe Chusier xây dựng cho đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung vào tháng 9 này đang đối diện với những vấn đề riêng. Trong 7 tiền đạo được huấn luyện viên Chusier triệu tập, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Công Phượng chưa có pha lập công nào ở mùa giải 2023. Thậm chí, Công Phượng không được ra sân ở G-League, còn Văn Toàn đang cài số lùi về thời gian thi đấu tại Hàn Quốc. Tân binh Vũ Quang Nam có 2 bàn thắng, nhưng lại vào lưới đội hạng nhất Long An tại Cúp Quốc gia, sân chơi mà phần lớn các đội ở hạng dưới không mấy mặn mà. Ở tuổi 31, tiền đạo xứ Nghệ cũng mới có lần đầu được ăn cơm, Tuyền. Văn Quyết ghi 9 bàn thắng, tiếp tục giữ phong độ cao ở V-League. Một phần anh đã là cựu binh của sân chơi này trong 15 năm qua. Song, lần gần nhất thủ quân của Hà Nội FC ra sân cho đội tuyển Việt Nam đã cách đây 9 tháng, chỉ 11 phút với Thái Lan ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022. Đẳng cấp lẫn kinh nghiệm của đương kim quả bóng vàng Việt Nam rất cần cho huấn luyện viên Chusier trong việc trẻ hóa đội hình. Song, Văn Quyết chỉ là phương pháp tình thế cho một khoảng thời gian nhất định. Bởi đã bước sang tuổi 32, khả năng Quyết đảm bảo được thể lực để đua đường dài ở vòng loại World Cup 2026 còn bỏ ngỏ. Tuấn Hải thuộc số ít tiền đạo nội đang giữ vững phong độ khi bước vào đội chín sự nghiệp, nhưng ở câu lạc bộ chủ quản, anh chơi trong vai trò dạt biên. Còn để ông Chusier xây dựng trung phong, thì chân sút 25 tuổi cần thời gian thích nghi. Song một mình Tuấn Hải là không đủ để tạo ra sự đa dạng trên mặt trận tấn công, đặt trong bối cảnh toàn đội buộc phải có cách tiếp cận khác nhau khi gặp từng đối thủ. Hai trận ra mắt ở đội tuyển Việt Nam, lần lượt gặp Hồng Kông, Trung Quốc và Syria, huấn luyện viên Chusier sử dụng Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Hải cùng hai thử nghiệm mang tên Thanh Bình và Nguyễn Văn Tùng tuyển thủ U23 Việt Nam. Nhưng trong hàng tá cơ hội được tạo ra, toàn đội chỉ ghi được 2 bàn thắng, một trong số này thuộc về Tuấn Hải. Cải thiện độ hiệu quả trong khâu dứt điểm của tiền đạo là vấn đề của ông Chusier, bên cạnh giúp học trò sớm lại lấy phong độ cùng quá trình xây dựng lực lượng. Khi những phương án thử nghiệm hay các tiền đạo trẻ cũng cần thời gian bắt nhịp hoặc vẫn chưa tìm thấy được hiệu quả, thì điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trên hàng công. Lúc này, đội tuyển Việt Nam vẫn phụ thuộc vào những cầu thủ đã nhẵn mặt. Công Phượng, Văn Toàn và Tiến Linh là những tiền đạo tốt nhất hiện tại, dạn dày kinh nghiệm trận mạc. Vấn đề của ông Chusier là kích thích lại sự tự tin, từ đó giúp họ tìm lại phong độ. Nhưng bản thân các cậu binh cần phải thay đổi nếu muốn có suất thi đấu trong đội hình của ông Chusier. Như phát biểu của Tiến Linh, mỗi huấn luyện viên có chiến thuật và triết lý riêng. Tôi sẽ thay đổi nhiều về mặt vị trí để đáp ứng chuyên môn ở câu lạc bộ cũng như vị trí mới tại đội tuyển Việt Nam. Hướng đến đội tuyển Việt Nam lối chơi kiểm soát bóng, có thể nhiệm vụ ghi bàn của tiền đạo không phải ưu tiên của ông Chusier. Nhà cầm quân người Pháp cần các tiền đạo tích cực di chuyển, hoạt động rộng, phối hợp cùng đồng đội, từ đó mở ra các đường lên bóng nguy hiểm. Tiền đạo cũng đóng vai trò phòng ngự như cách pressing từ phần sân của đối phương. Song vẫn phải đảm bảo cự ly đội hình để tạo ra sự cân bằng giữa hai chiều. Trước yêu cầu đầy khắt khe, đây chính là lúc mà các cựu binh chứng tỏ cho ông Chusier thấy được khát khao vượt ngưỡng của mình.